Xin chào các bạn đã đến với khóa học lập trình Java Ding Boot, Ding Data Divide với lại Team Minit cơ bản. Thì bữa nay là buổi 2 thì tôi sẽ đưa dẫn các bạn là cài đặt môi trường và các công cụ. Thì để cài đặt môi trường thì chúng ta cần phải cài đặt các môi trường như là JDK này, môi trường Java này. Rồi tiếp theo là tôi cần phải cài đặt cái môi trường Maven này. Và chúng ta cần phải có một cái IDE để mà chúng ta thực hiện viết code và chạy code, là cái tool mà tôi sẽ sử dụng là cái tool là Anip này. Rồi theo để làm việc được với Ring Boot và Ring Teamwork thì chúng ta cần phải cài đặt một cái plugin là Ring Toolsuite. Và trong cái khóa học này thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn làm một cái demo Ring Boot và connect tới cái database là MySQL. Thì tôi sẽ cần phải cài đặt cái MySQL database. Đó. Và tôi cần phải cài đặt cái tool là MySQL Workbench để mà chúng ta thao tác với lại cái database MySQL này. Thì để cài đặt các công cụ này thì các bạn có thể đi theo các bài học ở trong cái khóa học Java Ring Boot, Ring Data Gateway và Team Minit của tôi. Thì các bạn có thể xem các cách cài đặt như là cài đặt Java này ở bài 3 này, rồi cài đặt Maven ở bài 4 này, rồi tiếp theo là bài 5 cài đặt Anip này, bài 6 là cài đặt cái Ring Toolsuite này, rồi bài 7 là cài đặt MySQL này. Đó, hoặc là các bạn có thể vô cái kênh YouTube của tôi. Thì tôi có cái kênh YouTube là học lập trình online này, thì các bạn thể đi vô cái kênh YouTube này và các bạn ví dụ như các bạn muốn cài đặt Java thì các bạn về search là cài đặt Java này. Đó, thì ví dụ ở đây tôi có cái video hướng dẫn cài đặt Java, cài đặt JDK 10 này, trên Windows 10 vân vân này. Hoặc là các bạn muốn tìm hiểu về cài đặt Maven thì các bạn có thể search là cài đặt Maven này. Đó, thế này là cái đặt Maven này. Đó, thì tôi khuyên là các bạn nên xem ở mấy cái video hướng dẫn của tôi theo cái ở bên trong cái khóa học này đó, để các bạn làm từ từ từ. Nếu mà các bạn nào đã cài đặt mấy cái công cụ này rồi thì các bạn có thể bỏ qua và các bạn đi tới cái bài 8 đó, và đi tới tiếp tục các bài tiếp theo để mà học đó. Thì tôi sẽ tạm dừng video hướng dẫn của tôi tại đây. Ở buổi tiếp theo thì tôi sẽ đi hướng dẫn các bạn cài đặt các công cụ ở các buổi như là buổi 3 này vân vân. Có đó. Đó, thì bây giờ tôi xin tạm dừng video hướng dẫn của tôi tại đây. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.